Thấy chưa, nhà mình cấu trúc như vậy đó. Chờ cháu dọn vào thì phòng quần áo, phòng em bé, phòng gì cũng cho cháu thiết kế tùy thích. Bà ơi, bọn cháu chưa thể sống chung đâu. Dù sao cũng làm trong một công ty, yêu đương chốn công sở, bọn cháu phải kính tiếng tí mới được. Việc này cháu yên tâm. Dạng Mậu không có cái luật cấm yêu đương chốn văn phòng phản nhân tính đó đâu. Năm xưa bà và ông Cảnh Hành cũng yêu nhau ở văn phòng đó. Này gọi là gì? Nhà dột từ nóc, cháu hư theo bà. Bà ơi, bà không phải thế đâu. Bà coi, bọn cháu mà dính nhau tối ngày thì hết thấy mới mẻ mất. Đường Cảnh Hành, bà thấy cháu ngứa đòn rồi đó. Sao lại dám ở trước mặt Sơ Hạ nói cái câu hết thấy mới mẻ? Có gì nói đó thôi. Cháu dâu, cháu thấy chưa, đàn ông là phải quản nghiêm, không là nó sẽ nghĩ sai lệch. Ông Cảnh Hành bị bà quản hết cả cuộc đời. Lúc lâm chung, ông ấy luyến tiếc bà mãi, lại còn luyến tiếc nữa chứ. Ông đi được hơn 20 năm rồi, bà sinh tươi giỏi giang, sao không đi tìm hạnh phúc mới? Chính vì bà sinh tươi giỏi giang, ngoài ông cháu ra không ai xứng với bà. Sơ Hạ, Cảnh Hành xuất sắc thế, cháu cũng xinh đẹp thế, mau tranh thủ ươm mầm non đi. Cháu hiểu đó. Mầm non gì ạ? Sinh con đó. Bác bà nói huỵch tẹt ra vậy. Bà ơi, anh ấy không được. Anh không được? Sao anh lại không được cơ? Thân hình, mặt mũi, học thức, của cải và cả chỉ số sức khỏe, có cái nào mà không gần full điểm? Được rồi, được rồi, cháu đừng khoe nữa. Khuyết điểm to đùng như thế, phần tính cách sao cháu không nói đi? Bà, cháu là cháu ruột bà, sao bà lại bôi bác cháu như vậy? Sơ Hạ, không phải bà dục có chắc, cũng không phải vội bảo hai đứa sinh con, chỉ có một xíu yêu cầu thôi. Tính chắc bà đừng có mà giống như nó. Đường lão phu nhân, được rồi, bà phải đi rồi. Căn nhà này giao cho hai đứa, tận hưởng thế giới của hai người đi. Không phải tháng sau bà mới đi sao? Để lịch lên sớm, bà muốn đi vòng quanh thế giới với hội chị em hoàng hôn đỏ của bà. Không được. Cái thằng cháu trai của bà, đừng dính bà thế được không? Một bà già như bà quản lý Dạng Mậu mấy chục năm rồi, mãi mới thấy cháu chống đỡ được một vùng trời. Cháu cho bà ngồi chơi xơi nước có được không? Nhưng mà bọn cháu sao lại cách xa thế? Chung sống hòa bình nghe chưa? Phòng ngủ có bất ngờ đó, đừng phụ lòng bà nhé. Trông hai đứa nó cho tôi, có động tĩnh gì thì báo tôi ngay. Yên tâm đi ạ, chưa đầy một năm, bà cứ chờ mà ấm chắc đi ạ. Được. Camera này có chức năng nhận diện gương mặt, mỗi tối lại đây điểm danh cho bà nha. Điểm danh thành công. Cảm ơn bà đặt cái này ngay đầu giường cháu. Bộ bà là biến thái chắc. Cơ mà có má tôn rồi, cần cái này làm gì ạ? Này là quản lý song song bằng nhân công và công nghệ. Mau đi xem thử, bất ngờ bà chuẩn bị cho hai đứa đi. Dạ, đi thôi. Bạn gái nào của anh bà anh cũng làm hoành tráng vậy sao? Tôi chưa từng dẫn con gái về nhà. Tổng giám đốc Dạng Mậu đẹp trai lắm tiền, mà lại ế từ trong trứng. Không biết bà lại xem phim thần tượng mất não nào.
mà làm cái trò phèn thế. Cả cái này cũng là hàng hiệu. Bà anh chịu chi quá. Mặc sao đây? Không được mặc. Anh đừng vứt. Rau trên web second hand sẽ được không ít tiền đó. Ai lại mua đồ ngủ giày rồi? Chưa cắt táp là được rồi. Đường tổng ngại rồi sao? Trai đơn gái chiếc chung một phòng. Chú ý ngôn từ cử chỉ của cô. Tôi tin nhân phẩm đường tổng mà. À thì tối nay mình ngủ sao? Hay là cô nằm đất, tôi nằm giường? Đường tổng ga lăng thế chắc đang đùa tôi phải không? Ở đây tôi là bên A, cô là bên B. Chú ý đạo đức nghề nghiệp của cô. Rõ ràng chúng ta cũng có lợi. Làm gì có cao thấp sang hèn. Ngoài vụ cùng có lợi ra, tôi còn là sếp cô. Mời sếp. Đường Cảnh Hành, giường còn tốt hơn nhân phẩm anh nhiều. Đường Tổng, anh phong độ lịch thiệp thế. Bạn giao cho anh nhiệm vụ quan trọng nối dỗi tông đường. Anh không làm bà thất vọng đó chứ? Hay anh tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa đi. Nhận nuôi không được phải không? Cũng phải. Gia tộc lớn các anh để ý quan hệ máu mủ. Hay anh dùng sức mạnh đồng tiền tìm một đứa không cần anh dỗ thử xem. Sinh con thì cũng chỉ có thế thôi mà. Tôi cần gì tốn công tìm người khác? Có sẵn một người đây mà. Tôi sai rồi. Đường tổng, đầu óc tôi kém lắm. Con tôi sinh ra không thông minh đâu. Anh tha cho tôi đi. Cô đã biết thân biết phận như vậy thì tôi tạm tha cho cô. Anh đừng lắc. Tôi đâu có lắc. Tôi cũng không. Có thể là bà chuẩn bị giường tự rung. Bất cẩn thế. Đừng có bị thương nhé. Kẻ bộ đính hôn thành nơi rộ tin đồn đấy. Đính hôn. Đây là Hà Sử Hy. Lựa chọn hàng độc của mình. Không cần idol. Đổi. Trắng non gầy. Không hợp phong cách của công ty. Nghệ sĩ đang nổi sắp về nước Khương Chỉ Tịch. Địa vị và hình tượng cô ấy vô cùng hợp với dạng mẫu. Với lại đoàn đội cô ấy cực kỳ nghiêm. Cho nên mình khó mà xuống tay. Đó là chuyện các người phải giải quyết. Dạng mẫu bỏ lương cao, thuê các người về là để các người dạy tôi làm việc sao? Đường Cảnh Hành, lấy khăn tắm giùm em. Tóm lại, cho các người một tuần, mau giải quyết cho tôi, nghe chưa? Được, được, được. Đừng giả vờ không nghe thấy. Bà bảo anh chăm sóc em đó. Khương Chỉ Tịch ổn đấy. Giám đốc Phương, cô tự mình đi bàn. Có Dio được vụ hợp tác này. Ok, chúng tôi đang trao đổi sâu với đoàn đội cô ấy. Và tôi cũng tin Đường Cảnh Hành tại anh hết. Cả đêm em ngủ không ngon. Đau lưng mỏi eo. Xương cốt sắp rã rời rồi. Hôm nay tạm tới đây thôi. Mình thấy được chuyện riêng tư của Đường Tổng. Sẽ không bị diệt khẩu đó chứ? Mật sư hả? Cô là phu nhân tổng giám đốc, có thể chú ý hình tượng không? Để mặc vừa lễ phục anh đặt. Mỗi ngày tôi phải ngủ đất đã đành, còn phải ăn rau suốt cả ngày. Đâu ra tinh thần mà làm thuộc nữ? Alo. Tiệc đính hôn của tôi đã chuẩn bị xong chưa? Đường tổng yên tâm, đã làm theo ý Đường lão phu nhân. Được,
Tổng giám đốc Dạng Mậu Đường Cảnh Hành sẽ đính hôn với bạn gái bí mật vào thứ bảy này. Mật sư hả? Vào công ty lớn và có khác, cả quần áo cũng là vét. Chờ khi nào tôi thăng chức thì còn phát cả xe cho tôi đó. Người ta không chỉ có công việc ngon mà còn có bạn gái chịu chi tiền cho. Mình không có cái số đó. Con nhỏ ngây thơ đó chẳng chịu cho sờ nữa. Tôi mà không cố giới chút đỉnh thì thiệt lắm. Trách lời trai điểu. Câu này của anh xếp đầu bảng được rồi. Bạn học này, con ác. Bạn gái anh sắp đính hôn với tổng giám đốc Dạng Mậu mà anh còn bày bạc nữa sao? Mật sư Hạ đính hôn, chuyện lớn thế anh cũng không biết. Tối nay làm gì thế hả? Thì tôi ra ngoài kiếm ít tiền đây. Giờ tôi có một cơ hội hốt bạc. Anh làm không? Cô muốn làm sao? Được, được, được. Cứ làm như cô nói nhé. Ngu của bà vẫn sớm thế, để làm tôi nhớ căn phòng bất ngờ đó. Tôi đẹp là được. Thường thôi. Gu tệ quá. Cảm ơn mọi người tới tham gia lễ đính hôn của anh Đường Cảnh Hành và cô Mật Sư Hạ. Tiểu Du, coi cô còn cười được bao lâu. Hay, hay lắm. Hay, tiếp theo mời hai vị trao nhẫn đính hôn. Tôi cứ tưởng là trứng bồ câu, không ngờ lại là sô-cô-la em. Đạo cụ thôi, còn kén chọn nữa. Chờ khi nào tôi kết hôn, tất nhiên sẽ mua cái to như quả trứng bồ câu. Không biết cô gái xui xẻo nào sẽ lấy anh. Tóm lại không phải cô. Được, mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Mời chú rể tương lai hôn cô dâu tương lai. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi. Đến được anh ra sân rồi. Không ngờ Đường tổng có tiềm năng làm nam chính phim thần tượng quá nhỉ. Cô phối hợp tốt lắm. Tiếc là không phải nữ chính. Cô ra cánh gà dặm lớp trang điểm đi. Xin lỗi. Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế chứ? Sơ Hạ, thực ra hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn xin cậu trả Cảnh Hành cho tôi. Trả Cảnh Hành cho cậu? Ý là sao? Đường Cảnh Hành là bạn trai tôi. Hôm đó tôi có việc đột xuất mới đưa nhầm thẻ phòng của chúng tôi cho cậu. Sơ Hạ, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Cậu có điều kiệt khải rồi mà. Cậu trả Cảnh Hành cho tôi đi, được không? Nên hôm đó cậu bảo có quà tặng tôi và Kiệt Khải, nhưng trong phòng lại là Đường Cảnh Hành. Là do cậu nhầm thẻ phòng. Cô ta vốn chỉ có một thẻ phòng, sao mà nhầm được? Không phải sao? Người mẫu triển lãm của Dạng Mậu, cô Lâm Tiểu Đồng. Cảnh Hành, dù cô giả danh bạn gái tôi tạm gác lại. Cô giải thích clip từ camera khách sạn tới đó trước đi. Cô ta vốn chỉ có một thẻ phòng, sao mà nhầm được?
Không phải sao? Người mẫu triển lãm của Dạng Mậu, cô Lâm Tiểu Đồng. Cảnh Hành, dù cô giả danh bạn gái tôi tạm gác lại. Cô giải thích, biết từ camera khách sạn tối đó trước đi. Kiệt Khải, Sơ Hạ, công ty anh có việc gấp, anh phải đi trước. Em đừng nóng vội, anh về ngay. Kiệt Khải, mong là lần sau đây dây chuyền của anh Alex không phải là với danh nghĩa người mẫu test, mà là người mẫu chính. Mong là vậy. Vậy thì mong chờ anh Alex thiết kế ra kiệt tác cho riêng Dạng Mẫu. Vậy tôi xin cảm ơn Đường Tổng và anh Alex đã đề bạc trước nhé. Cạn ly. Bye. Đường Tổng, Đường Tổng, anh không sao chứ? Alo, sao lớn đồ của anh? Tối nay. Được, tôi sẽ đem hộ chiếu. Tôi qua ngay. Sơ Hạ, Tiểu Đồng, tôi qua tặng quà sinh nhật cho cậu. Chuốt thuốc tôi, đặt phòng sẵn. Cô dặn xếp tất cả, nhưng lại đưa bản thân lên giường tôi. Rốt cuộc cô tính giở trò gì đây? Tiểu Đồng, đó đều là hiểu lầm, đúng không? Cậu nói gì đi. Không có hiểu lầm gì. Hôm đó cậu ngủ với Đường Cảnh Hành đều do tôi sắp đặt. Tiểu Đồng, hôm đó tôi đã dàn xếp xong từng khâu, nhưng tôi bỗng nhận được lời mời đi chữa cháy cho show cao cấp The One. Cơ hội đó đến những người mẫu nhỏ như tôi là ông trời giúp tôi. Nếu tôi nắm được tài nguyên này, thì về sau sẽ không còn vô danh trong giới người mẫu nữa. Tôi sẽ càng xứng với Cảnh Hành. Nên cậu đưa tôi vào phòng đó. Tôi cũng là một nước đi cậu sắp đặt. Khi đó anh ấy đã uống thuốc rồi. Tôi không muốn anh ấy tìm lại một người dập lửa. Cậu rất sạch sẽ, lại có bạn trai. Tôi dám chắc sau vụ việc cậu sẽ không tranh giành với tôi. Thậm chí không biết là tôi làm. Nên em mới để cậu ta ngủ với anh. Tiểu Đồng, tôi thực sự xem cậu là bạn. Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu lừa tôi lợi dụng tôi? Mật Sư Hạ, đừng có được hời rồi ra dẻ. Mọi thứ hôm nay cậu được hưởng vốn là của tôi. Nếu cậu không muốn thì trả tôi. Cô Lâm, xin hãy chú ý ngôn từ của cô. Tôi chưa từng thuộc về cô. Cô cũng không có lập trường quyết định bến đổ của tôi. Nhưng em thích anh thật mà. Em đã đứng bục 3 năm cho Dạng Mậu. Kể từ lần đầu tiên gặp anh là em đã thích anh rồi. Chẳng lẽ em theo đuổi người mình thích cũng sai sao? Lâm Tiểu Đồng, tình bạn của chúng ta kết thúc rồi. Nếu cậu không muốn làm chính mình khó coi thì đừng quậy nữa. Đường Cảnh Hành, anh thà cưới người phụ nữ tầm thường như Mật Sơ Hạ cũng không muốn nhìn đến em sao? Cô Lâm, nếu lúc đầu cô không làm mấy việc bẩn thỉu đó, thì ít nhất bây giờ cô vẫn là người mẫu của Dạng Mậu. Nhưng giờ tôi cho cô biết, cô đã bị Dạng Mậu hủy hợp đồng. Em làm bao nhiêu chuyện gì anh vì Dạng Mậu? Anh không thể đối xử với em như vậy. Nếu cô còn phát điên thì tôi sẽ up hết clip lên mạng. Khi đó cô muốn hot cỡ nào tôi cũng giúp cô. Bảo vệ Cảnh Hành, em sai rồi. Anh em nói tha thứ cho em, nghe em giải thích. Đưa đi. Cô Lâm, mời cô đi cho. Tôi tự biết đi. Mật Sư Hạ, tôi phải xin lỗi cô vì những lời tôi từng nói. Lúc trước tôi tưởng hai người dở mỹ nhân kế,
Nhưng sau khi xem clip mới phát hiện cô cũng là nạn nhân. Vậy tôi cũng xin lỗi khi nói anh là kẻ bất lịch sự. Nhìn thấy một người phụ nữ không từ thủ đoạn vì tiếp cận anh như vậy, tôi đã hiểu tại sao hôm đó anh giận thế. Xem ra là một người trẻ tuổi tài cao trong giới thương mại cũng không dễ hơn làm ngôi sao là bao. Người ngoài thì thấy tôi sinh ra đã ngậm thì vàng, mang mệnh giàu sang sẵn rồi. Nhưng tôi cũng phải đi từng bước, từ bậc thấp nhất tới hôm nay. Ảnh của chúng ta gán cho tôi cái tác chơi bời trăng qua, suýt là chôn vùi sự nghiệp ông nội gầy dựng hơn 40 năm. Nên tôi phải ích kỷ chiếm dụng vài tháng của cô, vượt qua quãng thời gian này với tôi. Nể tình anh tội thế, tôi cho anh cái ôm an ủi nhé. Có thu phí không? Chúng ta đã cùng trải hoạn nạn rồi, xem như phúc lợi của nhân viên nhỏ, dành cho sếp đi. Cháu ngoan quá. Cố tình là bà nội tôi đó hả? Tôi nói thay bà thôi. Tôi cũng chuẩn bị cho cô một bất ngờ, nhưng cũng có thể là kinh hãi. Gì thế? Người yêu cũ của cô đến rồi. Kỳ Khải, đừng kích động. Nghe xem họ nói gì. Triệu Kỳ Khải, anh đang chơi trò lâm trận bỏ trốn phải không? Anh có biết anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất không? Tôi đổi chiến thuật rồi. Bạn gái anh đính hôn với người đàn ông khác mà anh còn cười được. Tôi nói lại nha, Mật Sơ Hạ là người yêu cũ của tôi. Ý anh là sao? Đường Cảnh Hành định cho tôi một khoản phí chia tay. Anh Triệu, mạnh ra đây lát. Làm gì mà bí hiểm thế? Anh Triệu, tôi đoán được mục đích hôm nay anh tới đây. Nhưng vì thể diện của cả hai, tôi đã chuẩn bị kế hoạch B cho anh. Một khoản phí chia tay đủ khiến anh hài lòng. Nhưng chúng ta lại không hiểu về nhau, cũng không có cơ hội để xây dựng niềm tin với nhau. Nên là để tiệc đính hôn diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ liên lạc anh sau bữa tiệc. Tất nhiên, nếu anh Triệu không nghe ý kiến của tôi, đồng thời anh cũng nghĩ ra cách dọn tàn cuộc, thì cứ tự nhiên. Đường Cảnh Hành được đó, sao hắn biết tôi muốn làm gì? Anh gửi clip tôi đi, nhờ các người chối thì làm sao? Cái đồ chạy giặc. Một khoản phí chia tay đủ khiến mình hài lòng. Ông chủ lớn tập đoàn đồ hiệu xa xỉ chắc chắn sẽ không bạc đãi mình. Hy sinh Mật Sơ Hạ đổi lấy cho tôi mười mấy năm khỏi phải phấn đấu, đáng mà. Tôi nói nhé, cô cứ đòi tiền Đường Cảnh Hành. Là người hay chó, lấy tiền rồi đi là thực tế nhất. Cô tự phân biệt đi, tôi không nhúng tay vào nữa. Đính hôn thôi, đâu phải kết hôn. Tôi không tin Mật Sơ Hạ ngủ một giấc là tán được Đường Cảnh Hành. Cô đừng dùng dãy nữa. Người giàu hay thích kiểu sạch sẽ không mưu mô, trái lại kiểu phụ nữ vẻ ngoài lẳng lơ, vu kế còn nhiều hơn tóc như cô, thì đàn ông nào dám cưới cô? Triệu Kiệt Khải, nói năng kiểu sạch sẽ vào. Tôi cảnh cáo anh, đừng nằm mơ nữa. Đường Cảnh Hành tinh ranh lắm. Anh ta chịu cho tiền anh sao? Nếu Đường Cảnh Hành không xoa dịu tôi, thì hắn sẽ là người thứ ba. Mật Sư Hạ là bạn gái Triệu Kiệt Khải này. Người thứ ba? Anh xem mình là bạn trai Mật Sư Hạ, là vì yêu cô ta sao? Chẳng qua là vì anh có thể lấy thân phận này làm tiền Đường Cảnh Hành thôi. Phẩm hạnh anh thế nào? Tôi biết thừa. Cô kể phẩm hạnh tôi thế nào đi. Giờ Mật Sư Hạ yêu tôi đến chết đi sống lại, cô ta mà biết tôi một mình rút lui, vì cô ta
không chừng sẽ cảm động tới nỗi khóc à đó. Mặt dày thật. Tôi đồng cảm với tên đổ vỏ Đường Cảnh Hành quá. Muốn cưới người phụ nữ trong lòng có người khác, đàn ông giàu có đẹp trai lại mất não như vậy. Tôi mà là phụ nữ thì cũng muốn cưới. Đường Cảnh Hành muốn bỏ tiền mua cặp sừng anh. Là đàn ông, anh lại thản nhiên chấp nhận sao? Loại phụ nữ vô vị đó tôi chán lâu rồi. Đường Cảnh Hành nhận giùm, tôi cũng xem như giải thoát. Tôi mà có tiền thì thiếu gì phụ nữ. Tiểu Kỳ Khải, Mật Sư Hạ, cô điên à? Tiểu Kỳ Khải, anh có từng yêu tôi không? Anh vay nặng lãi bao nhiêu tiền, hại cả nhà tôi bị đe dọa. Mỗi ngày tôi làm mấy công việc cũng không đủ trả. Chỉ ý vào việc tôi thích anh, nên anh thấy chả nhầm nhò gì, đúng không? Quan hệ giữa cô và người nhà vốn đã không tốt. Bên vay nặng lãi đi xiết nhà là sự bù đắp của người nhà cho cô mà. Tôi khởi nghiệp bị lừa, bộ tôi muốn thế à? Tôi cố gắng vậy là vì tương lai của tụi mình mà. Tương lai anh vẽ ra có tôi không? Mật Sư Hạ, giờ cô có tiền đồ sáng lạng, đều do tôi tác thành. Cô nghĩ nếu nãy tôi mà phá đám thì Đường Cảnh Hành có cần cô nữa không? Đó là tương lai tôi cho cô. Cô phải cảm ơn tôi. Anh... Cảm ơn anh. Để tôi nhìn rõ thứ rác rưởi này. Vào xe nghỉ ngơi đi. Ở đây để tôi xử lý. Yên tâm, tôi biết phải làm sao. Nhưng anh thấy, tôi đã rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với Mật Sơ Hạ. Thứ anh hứa cho tôi, giờ đưa tôi được rồi chứ? Ý anh là sao? Không quen à? Một bản là giấy nợ anh dùng danh nghĩa Mật Sơ Hạ làm người bảo lãnh cho anh. Dấu lăn tay trên đó là của anh hết nhỉ? Bản kia là nợ cờ bạc anh mới mượn 3 ngày trước, tổng cộng 1.400.000. Nếu không có gì bất ngờ, bản gốc đang được đưa tới công ty anh. Đường Cảnh Hành, anh chơi tôi. Muốn trách thì trách anh quá ngu xuẩn, mới cho tôi cơ hội chơi anh. Được, anh làm vậy với tôi, tôi chơi không lại anh. Anh không sợ tôi gây rắc rối cho Mật Sơ Hạ sao? Uy hiếp tôi. Vậy tôi chỉ đành đưa cho anh đạp máy khâu thôi. Được, 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 được. Đường Cảnh Hành, anh ác lắm. Chuyện này bỏ qua đi, tôi đảm bảo không gây khó dễ cho anh và Mật Sơ Hạ. Xin anh tha cho tôi đi. Sao lại quay vào thế? Sợ tôi đánh hắn à? Sợ anh không đánh hắn. Có một cơ hội ăn ngon, không biết cô muốn nắm bắt không? Ai trả tiền?
Sếp cô, vậy tôi muốn uống rượu. Uống rượu ngon. Uống rượu già cô có kiểm soát được mình không? Này, lần trước đâu phải mình tôi say rượu làm bậy, anh cũng có phần mà. Đi thôi. Đi theo nào.